Kính thưa quý vị, việc mua sắm thường gia tăng trong các ngày lễ hội cuối năm, nên tệ nạn lừa đảo trong thời gian này cũng thường xảy ra dưới mọi hình thức mà chúng ta cần lưu ý để đề phòng. Theo Văn phòng Kinh doanh Tốt Hơn và Hiệp hội Bán lẻ Toàn quốc, thì những trò lừa đảo xảy ra nhiều nhất trong mùa lễ sẽ bao gồm là lừa đảo thẻ quà tặng, tức là gift card, trước khi mua thì quý vị cần phải xem rằng số thẻ và số nhận dạng tức là số pin chưa bị lộ vì kẻ gian đã tìm cách xem các yếu tố này trước rồi để thẻ trở lại chỗ bày bán sau khi đã biết được có người mua thẻ họ mới sử dụng số thẻ và số pin biết trước đây để lấy hết tiền trong thẻ trước khi người mua biết về những gì đã xảy ra thứ hai là trang web bán lẻ giả nên lưu ý là bất kỳ khi thấy đường link nào tạo ra trông giống giống như là trang web chính, ví dụ như amazon.com thì bây giờ thấy là amazon-shop.com thì đó đều là các trang web sao chép giả mạo. Cái nữa là lừa đảo du lịch thì có rất nhiều quảng cáo du lịch trên các trang web, giá rẻ cũng là dấu hiệu lừa đảo. Ngoài ra thì còn có các kiểu lừa đảo khác như là kẻ lừa đảo giả mạo viết thư ông già Noel, lời trộm dữ liệu khi bạn sử dụng wifi nơi công cộng hoặc kết nối với mạng không chống spam hoặc phần mềm độc hại. Đó là những cách mà chúng ta cần lưu ý.